Vâng, xin chào anh em, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Và cũng khá lâu rồi mình mới có thời gian để làm video mới. Và thật sự đợt này bận lo cơm áo gạo tiền quá. Hôm bữa thì do mình cũng khá là bất cẩn, cũng không cẩn thận từ lúc trước mà chiếc xe của mình nó mới bị hỏng sên và cú líp. Và mình vừa mới chạy qua bên SRAM mua một bộ sên líp mới. Và thật sự hôm nay là mình làm video này để muốn chia sẻ đến cho mọi người kinh nghiệm để làm sao mà sử dụng sên và líp cho thật bền. Như bình thường trước đây mình và rất nhiều người, có thể là các bạn, hay có thói quen sử dụng là đến khi nào mà sên rão rồi sên đứt thì đi thay sên mới. Và như thế thì ví dụ như khi các bạn xài một bộ líp đắt tiền, chẳng hạn như là một bộ X, một Eagle chẳng hạn, thì một củ líp đến cả chục triệu. Làm sao các bạn thay sợi sên có 1 triệu thay 2 lần các bạn vứt cả cái củ líp, cả cái đĩa đi được, đúng không? Nó rất là đắt. Và do đó hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một phương pháp để có thể giữ bộ chuyển động của chúng ta hoạt động tốt hơn, bền hơn. Và cái chính đó là không bị mất tiền sửa chữa nhiều. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha. Và bây giờ sẽ là phương pháp mà nó sẽ giúp các bạn giảm thiểu được cái vấn đề là về chi phí bảo dưỡng cũng như là thay thế. Và ví dụ như bây giờ bộ chuyển động mới thì các bạn làm ơn mua cho mình thêm một sợi sên y hệt như thế, để khi các bạn sử dụng, ví dụ như các bạn đạp nhiều thì 2 tháng các bạn đào sợi sên mới vào cho mình, sau lấy sợi sên cũ ra vệ sinh cất đi, sau đấy các bạn lại đi sợi sên mới được 2 tháng rồi các bạn sẽ lại tháo ra và thay sợi sên cũ vào. Và tại sao mình lại chỉ các bạn làm vậy? Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Vì các bạn có thể thấy đây là cái phần răng của cái líp. Thì khi các bạn chạy nó bị rão ra rồi mà các bạn đưa cái sợi sên mới vào thì cái phần rão đấy nó lại kéo cái sợi sên của bạn nhanh rão ra. Và nếu khi mà chẳng may cái líp của bạn nó quá rão rồi thì các bạn lắp sên mới, các bạn ảo sẽ có tiếng két 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 ấy, kiểu nó răng xé giữa hai bên, nó không khớp nhau. Và khi các bạn đảo hai sợi sên liên tục với nhau ấy thì nó sẽ làm giảm cái quá trình hao mòn những cái răng líp này lại. Nó giúp cho mình tăng thêm độ bền. Vì đáng nhẽ là bây giờ các bạn đi thêm hai sợi xích đã phải thay cái líp rồi, mà đâu phải một lần các bạn thay líp được đâu. Khi các bạn thay líp, thay sên là các bạn phải thay cả đĩa luôn. Như thế là một lần các bạn thay rất là nhiều tiền. Và như thế thì không đáng một chút nào cả. Mà trong khi rõ ràng mình có thể làm một phương pháp tiết kiệm hơn. Và bây giờ thì các bạn cũng rất là đơn giản, mua thêm một sợi sên. Với mấy cái loại mà series này thì đây là sợi sên 1130, sợi này Việt Nam chắc cùng lắm bán 800.000. Các bạn thể lựa chọn nhiều sên giá rẻ hơn nữa, nhưng miễn sao nếu các bạn đi nhiều 2 tháng thay một lần, còn nếu đi thì 3 tháng thay một lần, nhưng luôn luôn phải thay lặp đi lặp lại. Cứ như thế thì thật đến lúc mà các bạn rão được thì nó thật sự rất là lâu. Lúc này chỉ sợ là các bạn chán quá các bạn thay mới thôi. Chứ còn đừng như tôi đã được một bài học, đó là học nguyên bộ líp y một, bây giờ chỉ có thay đi đứt bỏ luôn chứ không thể thay sên mới được nữa. Bây giờ thay sên mới chắc chắn là sẽ rão. Hy vọng rằng video này sẽ giúp được các bạn một phần nào đỡ được chi phí bảo trì hơn trong việc tập luyện. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đó, mà quên, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng hãy comment xuống dưới và tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn. Bye bye.